Xin chào mọi người. Hôm nay vườn mình vận chuyển một cây bạch xếp cực to cho khách hàng về nhà chơi Tết. Nhưng mà cái chậu thì nó hơi bé, nó không xứng tầm với kích thước của cây lắm. Thế nên là anh Phúc quyết định là sẽ sang một cái chậu thống mới, xịn hơn cho khách hàng. Sẵn đang có xe cẩu ở đây thì anh Phúc sẽ cùng cụ giới sang chậu luôn nhé. Đã sang chậu quá nhiều lần rồi nên chắc ai cũng thuộc luôn quy trình rồi phải không nào. Quan trọng là lót một lớp xỉ than để thoát nước tốt cho cây nhé. Cây to thế này mà để ống nước thì quá là phí luôn. Giá thẻ được trộn sẵn ở vườn mình thì không bao giờ thiếu, luôn sẵn sàng để sang chậu cho cây. Cây to cỡ này thì chắc phải 1,5 xe giá thẻ mới đủ mất. Giống bạch xếp này thì cây nhỏ hay là cây to thì hoa đều cực kỳ sai nha mọi người. Lại sở hữu nhiều đặc tính xịn sò của hoa hồng cổ nên được rất nhiều người yêu thích. Với khả năng phát triển tốt và gốc đại thụ cực kỳ to, may mà có cần cẩu ở đây nhấc hộ chứ không thì sang chậu cây này mệt chết. Nhìn vào cái đống rễ quần quận vào với nhau kia thì đã đủ để biết đây là thời điểm thích hợp để sang chậu cho cây bạch xếp này rồi. Tầm này sang chậu mới rồi bón phân đầy đủ cho cây thì cây còn có đà phát triển thêm nữa chứ chả đùa. Nói chung là sang chậu cho mấy cây to cỡ này thì chỉ có nước đập chậu cũ đi, chứ khó mà giữ lại để tận dụng được. Thế nên là chọn chậu to một chút cho thoải mái, sau này cũng đỡ phải sang chậu nhiều. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Cây này thì về cơ bản là quá đẹp rồi, nhưng mà anh Phúc và cụ giới thì sẽ cố định lại tán một chút để vận chuyển cho an toàn. Thôi, cũng đã đến lúc tiễn thống Bạch Xếp này về nhà khách rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Rosava TV.